Xin chào mọi người. Thì, sắp tới bên mình sẽ có một cái chương trình đó là sẽ cho các anh em kỹ thuật viên gara này ở xa, mình sẽ được thuê hoặc mượn các thiết bị để mọi người có thể tự thực hành ở nhà. Nếu mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về điện chẩn đoán thì mọi người có thể mượn các thiết bị bên mình. Thì các thiết bị bên mình sẽ gồm là ECU động cơ này, ECU động cơ xăng, động cơ dầu là động cơ GDI, rồi ECU hộp số, rồi đồng hồ, rồi ECU body cũng như là ECU ABS của các hãng xe hiện nay. Ví dụ như hãng Toyota nè, Hyundai, Kia nè, Honda nè, Mazda nè, Mitsubishi, Suzuki, Ford, GM, BMW, Volkswagen nè, Audi, MEB nè, Isuzu và Hino, cũng như là Hyundai Truck ha, hoặc là Thaco Truck nè. Cái dòng xe dừng nằm ha. Thì những thiết bị này sẽ gồm những gì ha? Thì mọi người thấy ha. Thì với một cái ECU á, nó sẽ có các cái mã lỗi như sau. Thì ứng với những mã lỗi này thì mã lỗi nó sẽ chia ra làm nhiều phần, trong đó có bốn phần chính ha. Đầu tiên là mã lỗi liên quan tới cảm biến này, mã lỗi liên quan tới cơ cấu chấp hành này, ví dụ kim phun, mô bin, bướm ga, rồi các cái con van ha, như EGR máy dầu là kim phun máy dầu, SCV máy dầu. Tiếp theo là mã lỗi liên quan tới phần giao tiếp là như Ken hoặc Lin hoặc là Kline hoặc Kline á, hoặc là mã lỗi liên quan tới chip chính như FROM, MCU đúng không? Đặc trưng ví dụ là B00606 nè, MCU fail bị lỗi á. Thì với những cái mã lỗi như vậy á, thì mọi người sẽ sử dụng các cái ECU đó để làm gì à, để mình xử lý, mình hiểu các mã lỗi này để mình xử lý để tăng cường cái khả năng chẩn đoán cái động cơ tốt hơn. Đấy chưa? Đây là mọi người thấy một số mà loại injector là kim phun nè, butcher control solenoid nè, là số cái van canister của solenoid ha, rút thổ van control nè, là bướm ga điện đúng không, oxygen sensor ha, heater ha, là liên quan tới cái mạch dây sấy của cái oxy nè, inlet oil feeder ha, hay là oil feeder control valve ha, tùy hàng gọi, là cái liên quan tới cái bộ mà cam thông minh đúng không, hoặc là như gọi là Toyota hay gọi là VVT á. Rồi những lỗi liên quan tới cái phần kết nối ha, do Ken ha. Thì một cái bộ thiết bị sẽ gồm cái gì ha, đầu tiên là một cái cáp nè để nối ha, một cái máy giả lập này và một cái ECU bất kỳ, mọi người muốn mượn ECU nào thì đăng ký thôi. Ví dụ như là ECU Toyota nè, mình sẽ có cái máy giả lập là một bộ cáp ha và một cái ECU Toyota đó. Rồi hay là mọi người muốn đồng hồ đúng không, sẽ có một cái bộ cáp đồng hồ được chưa, và một cái bộ để mình học cách kiểm tra đồng hồ để giả lập tín hiệu á. Đây mọi người thấy là đây là các cái ECU, ví dụ như là trong hình này đúng không, là có ECU Sonata nè, ECU Kimonin đúng không, và ECU I10 số tự động này. Giờ đây là một cơ số máy dầu đặc trưng của Honda là bọt tơ đúng không, bọt tơ hai đời ha, bọt tơ đời ECU Boost nè và bọt tơ đời ECU của Delphi là đặc trưng rất đặc trưng ha. Được chưa? Thì khi mọi người mượn các ECU này á, thì bên em sẽ tùy thuộc vào mọi người mượn hoặc mọi người thuê thôi, thì bên em sẽ cung cấp mọi người các cái tư vấn cần thiết. Thì đầu tiên là bộ thiết bị sẽ gửi mọi người và sẽ gửi mọi người kèm theo là đầu tiên là tài liệu này, gửi cho mọi người tài liệu về mặt điện này ha, bộ tài liệu về mặt điện này, rồi các cái cách, các cái video hướng dẫn. Tiếp theo là mình sẽ, mọi người ở nhà thì sẽ sử dụng máy chẩn đoán này, hoặc các cái công cụ để mọi người học tập trên ECU này ha, được chưa? Ví dụ ECU Camry ha, Camry 2015 này, đời mới ha. Rồi ví dụ như là Toyota nè, Toyota thì Hyundai đúng không, Hyundai thì máy xăng là Hyundai máy dầu, số sàn số tự động đúng không, rồi từ đời mới đời cũ đều có hết ha. Bây giờ mọi người thấy ha, đây là số máy dầu, đặc trưng máy dầu ha, các dòng máy dầu hiện nay là EDC 15, EDC 16, EDC 17 nè, rồi một dòng máy dầu đời mới ha, ví dụ như là ECU của Delphi chẳng hạn. Được chưa? Thì các cái ECU này bên mình đều có cho mọi người mượn hết ha. Thì mình sẽ lướt qua mọi người các cái ECU mọi người có thể tham khảo đúng không? Honda nè ha, Accord nè, rồi Accord rồi Civic ha, City nè,
Rồi CRV ha, mình đều có xung đầy đủ hết cho mọi người. Rồi Mazda ha, Mazda 3 là CX5 ha, CX6 nè, Mazda 3 các đời ha đều có Isuzu. Rồi Mitsubishi nè, như như là hiện nay là mình có thể là Grandis ha, Biro nè, rồi Triton ha, Biro nè, Biro đời cũ, Biro đời mới ha, rồi Outlander nè, Xpander, Altamira đúng không? Rồi Mitsubishi Outlander Sport đó, AX đó, Outlander Sport nè. Rồi nếu mà các dòng Mitsubishi mình đều có Isuzu hết, thì mọi người muốn nào thì mọi người đăng ký thôi. Rồi Suzuki ha, Suzuki mình chỉ có con Ertiga thôi nha, không có nhiều ha, một con Ertiga thôi. Ford, Ford thì Ford Transit, Ford Transit nè, Ford Ranger đúng không, Vita nè, rồi Mondeo ha, có Isuzu, yeah, GM ha. Rồi các cái dòng Isuzu của châu Âu nè, ví dụ là Volkswagen ha, yeah. Volkswagen thì mình chỉ có 3-4 Isuzu à, không nhiều lắm. BMW nè, BMW các đời thì mình có đầy đủ Isuzu ha, không có thiếu. Yeah. Mọi người thấy Isuzu này hiện nay đã xài rất nhiều nè, cực kỳ mới ha. Rồi dòng này cũng hư rất nhiều nha, rồi dòng này là hư rất là nhiều ha. Hiện nay thằng này hư khá nhiều về dòng Isuzu này. Giờ BMW này ha, sẽ gặp rất nhiều, bạn các bạn làm dòng BMW sẽ gặp Isuzu này nhiều ha. Rồi Audi ha, Audi Q nè, các loại Audi ha, Q5 ha. Bây giờ A4 nè, 6 ha. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật thêm các cái dòng Isuzu cho mọi người ha, ví dụ Mercedes-Benz nè. À, ví dụ như là 271, 272, 273, 276, 661, 651, 641 ha. Rất là nhiều dòng Isuzu mẹ hiện nay mình cái trang bị rất là nhiều ạ. Mọi người thấy các mã ha. Thì mọi người muốn mượn Isuzu nào thì mọi người cứ việc đăng ký thôi. Thì bên mình sẽ cung cấp cho mọi người các cái Isuzu cần thiết. Ví dụ Isuzu xe tải nè, Isuzu ha, Hino nè. Bây giờ các dòng giường nằm hay dòng D6 xe A, xe B, xe F, xe E mình có hết ra, không thiếu hết. Thì mọi người muốn mượn nào thì đăng ký thôi. Thì khi đó mình sẽ hướng dẫn mọi người, cấp cho mọi người các tài liệu cần thiết này. Như tài liệu về phần mềm GDS đúng không? Phần mềm tách chim là phần mềm Toyota ha. Ford đúng không? Rồi các cái mạch điện liên quan là bộ mạch điện đúng không? Rồi mọi người sẽ sử dụng các máy chẩn đoán, ví dụ mọi người máy chẩn đoán chuyên hạng, ví dụ nó đa năng hay là máy đa năng ha, tùy mọi người dùng thôi. Thì bên mình sẽ hỗ trợ mọi người sử dụng các máy chẩn đoán này để mình gì à, để mình thao tác với các cái ISO đúng không? Thì mình sẽ thao tác với các cái ISO để mình thực hiện các cái công việc chẩn đoán ha. Ví dụ là chẩn đoán mất kết nối nè, rồi ví dụ như là chẩn đoán hộp số tự động đúng không? Chẩn đoán kim phun là chẩn đoán bobin. Thì mọi người thấy là cứ mỗi cái dòng xe nó sẽ có một cái mã lỗi tương ứng. Thì khi mình hiểu các mã lỗi này á thì mình sẽ làm được các con xe đó thôi. Nó không có gì khó hết. Cái vấn đề là mọi người phải biết sử dụng máy chẩn đoán, mọi người phải biết đọc mạch điện, mọi người phải biết đo kiểm và mọi người phải hiểu được cái nguyên lý chẩn đoán, cái nguyên lý của cái hệ thống vận hành thì mọi người sẽ chẩn đoán được. Từ đó mọi người sẽ học cách sử dụng máy chẩn đoán là phân tích data lead, là đọc lỗi, xóa lỗi ha, cài cắm hoặc là reset ha, hoặc là learning ha. Rồi từ đó mình sẽ xử lý cái lỗi thôi. Thì cái vấn đề quan trọng nhất là mọi người hiểu, nên á, những anh em ở xa đúng không, thì bên em sẽ có một cái thiết bị ha, mọi người có thể mượn, tùy thuộc giá cả thì tùy thuộc vào cái thiết bị mọi người mượn ha. Có người thì mọi người cứ cứ cần nào thì mọi người mượn nó thôi, bên em để cung cấp được cho mọi người cái thiết bị này. Và bên em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng thiết bị ha. Chắc chắn là khi mọi người mượn thiết bị thì bên em sẽ cung cấp cho mọi người các cái tài nguyên liên quan để giờ và để mọi người sử dụng các thiết bị đó cho phù hợp. Nếu mà anh em có nhu cầu thì liên hệ bên mình để được tư vấn thêm ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.